Chào mừng các bạn, trước mắt các bạn là trận đấu diễn ra giữa team Anh Phi và team Lục Nam cũng như là Nam Photo. Team Phi phát bóng. Bóng còn. Chị nhảy với lại hả? Đập bóng tốt quá trường. Điểm cho Phi, Team Phi 1. Không. Ai vậy? Không hiểu ý. 2-0. Phát bóng không thăng lưới, đổi điểm cho Nam Photo. 1-2. Bóng không thăng lưới. Điểm 2 đều. Phát bóng không thăng lưới. Điểm cho Phi. 3-2. Phố đập bóng tốt. Điểm Nam Photo. 3 đều. Phố quá tốt rồi. Điểm 4-3. Bóng vẫn còn. Tiếp tục là không. Quá tốt. Điểm 5-3. Pha bóng tốt, nắm đều. Pha bóng mang điểm trực tiếp. 6-5 cho Phi. Tốt rồi. Điểm 6 đều cho Nam Photo. Quá tốt rồi, cổ tay đẹp nha. Điểm cho Phi. 7-6. Không còn. Điểm tốt cho Nam Photo. 7-0. Bóng vẫn còn, thủ tốt. Bố hơi lố. Bóng tốt. Điểm Nam Photo 8-7. Chẳng bóng ngoài. 8 đều.
98. Quá ghê. Đủ xăng rồi. 9 đều cho Nakoto. Được. 500 điểm 10 9. Điểm 11 9. Đổi điểm 10 11. Bóng còn nha mọi người. Bóng còn nha mọi người. 12 mời cho Nam Photo. Bóng còn. Tiếp tục là pháo. Quá tốt rồi. Điểm 13 mời. Kéo dữ rồi. Vô. Bóng còn. Hà bỏ bóng công. 14 mời cho Nam Photo. Có bóng không thằng lưới. Mở điểm cho Phi. 11 14. Tốt. 15 11. Lưu ý điểm cuối. Ai ai hiểu. Bóng còn. Điểm cho Phi 12 15. Kết thúc xích 1. Tem 5 photo thắng trước 1 0. Gì vậy, có nghe chụp chụp không? Khỏi ra được cái đỡ. Quá đẹp. Điểm 5 photo 1 0. Hiểu. Ôi ôi. Đúng sang rồi. Điểm 1 đều. Phát bóng ngoài. Điểm 5 photo 2 1. Bóng còn. Đụng lưới. Điểm 5 ô tô 4 1. Hồ Vinh 5 1. Bóng còn. Bóp. Bỏ bóng tốc. 6 1. Chân nó có lò xo.
quá ghê. Đập bóng tốt chưa? Đổi điểm 27. Điểm 82. Phát bóng không sang lưới. Gỡ điểm 38. Bóng còn. Đập bóng tốt của Trường. Điểm 48. Bỏ bóng tốt. 58. Phát bóng ngoài. Điểm 5 ô tô. 95. Bỏ bóng tốt. Điểm 5 ô tô. 15. Bóng còn. À đây Hiếu. Trống trắng rồi. 11 năm. Bóng còn. Bóng vẫn còn luôn. Quá hay vậy. Phi. Đập bóng tốt. Hình như nguyên nước Việt Nam mà có mình tên Phi vậy. Không có đọc Phi AT vậy. Bóng vẫn còn. Chén. Quá hay rồi, bỏ bóng tốt. Mười hai sao. Bóng còn. Lụt nát. Bỏ bóng tốt. 13 sao. Trường đập bóng tốt. 7-13. Phá bóng tốt. 8-13. Bóng ngoài. 14-8. Bóng bay ra ngoài. 9-14. Bóng ngoài. Lưu ý điểm cuối. Bóng tốt. Kết thúc trận đấu, Nam Photo thắng chung cuộc 2-0.